chị Mai. Cô Becky, em tưởng là em có thể chạy được chiếc xe này trên địa hình này hả? Dạ sao không? Ôi ôi, cái này là mình phải nhờ mấy anh ha, lái xe chuyên nghiệp á, trên địa hình đồi cát. Ờ, em tưởng dặn ra cái chạy như xe máy bình thường vậy đó. Đâu có dễ để chạy đâu. À, cho nên là bây giờ mình phải nhờ mấy anh thôi. Dạ. Let's go. Bây giờ em có muốn được cưỡi lạc đà không? Dạ muốn. Và ở đây cũng có một điều đặc biệt nữa phải chia sẻ cho em, đó là Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận đây là bãi đá có nhiều hình dạng và nhiều màu sắc nhất ở Việt Nam mình đó nha. Wow. Ủa chị Mai, em vẫn có một câu thắc mắc là tại sao cái bãi đá này nó lại nhiều đá như vậy? À, và đây cũng là một câu chuyện mà chị được nghe các ngư dân ở bãi biển Cổ Thạch kể lại.